để mình coi mình độc quyền đăng Facebook rồi chơi. Dạ, vậy là có lên danh sách vậy luôn á hả? Cho ta yên tâm đi chợ ha. Phóng viên Trà Vinh. Để Trà Vinh đã lên danh sách tiêm ngừa vaccine cho những hộ tiểu thương bên trong chợ Trà Vinh. Vậy là tiểu thương chợ Trà Vinh không hả vậy bạn? Đi qua bển trước đây mình qua liền. Cũng vui ha, được chích thì cũng vui ha. Vậy là yên tâm rồi hả Dì Lan? Mấy giờ? Mấy giờ mới tiêm? 3 giờ. 3 giờ hả? Ồ, cũng êm rồi. Đại học khu mấy? Đại học khu mấy? Nó nói khu mấy? Tại trường đại học Trà Vinh có 4 chỗ á. Nó có để đại học Trà Vinh khu mấy không? Đại học Trà Vinh gì vậy? Khu mấy vậy? Nó có 4 khu luôn á. Đại học Trà Vinh có 4 khu á. Khu 1 là bên cầu Long Bình 2. Dạ. Rồi vậy là chắc qua bên khu 1 á. Còn mình 2 á chạy xuống. Đi sớm sớm á, chích sớm về sớm. Bà con tiểu thương cũng đã được tiêm vaccine, thì ai có vaccine thì lên nha. Ủa rồi bạn có đi tiêm không? Mình là phụ nên mình chưa tiêm đâu. Ủa chưa tiêm hả? Vậy là mấy người đứng chính không hả? Mấy người đây là chủ tiêm trước. Trời ơi, Lý Thịnh mình nằm cái này nè. Trời kiến chị Thoa hả? Thoa. Thôi để 3 giờ mình đi vô mình tranh thủ ha. Ờ 3 giờ vô là chị. 1 giờ vô trước đi. Ừ. Rồi để coi coi cái bảng ở trên nè. Đó, hai người mẫu. Vâng, và bây giờ thì xin mời tất cả mọi người theo chân Hai Lúa để đi tham quan một vòng chợ Trà Vinh. Thì chợ Trà Vinh có bán rất là nhiều các mặt hàng như là rau củ quả, bán quán ăn, tất cả các loại mắm, ví dụ như mắm bò hấp, mắm cá linh, mắm cá sặc, mắm cá lóc, dưa mắm, hoặc là những cái con khô cá mặn nè, khô cá lụ đù, khô cá đuối, khô cá chép, khô cá chỉ vàng, có thể là bán thêm một số loại nữa. Và đặc biệt nhất là có một cái món cũng khá là ngon, đó chính là mắm tép. Mắm tép, hoặc là có thêm một cái món như là ba khía, thêm một số cái thực phẩm bảo cho chúng ta thường ngày, ví dụ như thịt cá, thịt heo,
vân vân và vân vân, thịt bò đó mọi người. Và để nhắc tới Trà Vinh thì chúng ta sẽ nhắc tới một đặc sản là bún nước lèo Trà Vinh, bánh tét Trà Cuông, dừa sáp, vân vân. Có rất là nhiều mặt hàng thuộc đặc sản của Trà Vinh. Ở Trà Vinh thì có thêm một cái loại dừa gọi là dừa dứa, thì dừa dứa rất là ngon. Và xin mời mọi người tham quan một đoạn chợ Trà Vinh nha. Đường này thì chúng ta sẽ chạy xuống chợ Bạch Đằng, nằm bên góc tay trái màn ảnh nhỏ của tất cả mọi người, thì đó chính là một cái sông Long Bình. Và bây giờ thì mình sẽ chạy theo hướng này. Hướng này thì nó sẽ chạy thẳng ra ngoài trung tâm thành phố Trà Vinh. Đây là cái hàng mà gọi là hàng rau củ quả thôi, trái cây đồ các loại. Có những cái cửa hàng siêu thị Vinmart đồ nữa nè, vân vân. Còn những cái chỗ này là những cái chốt cho mọi người. Khi mà mọi người muốn vào chợ thì mọi người phải bỏ cái phiếu để mọi người vào bên trong chợ, ra chợ, vào chợ. Và rất là một cái niềm vui. Thì như ở đầu clip thì là bà con tiểu thương xung quanh chợ Trà Vinh và các cái chợ khác thì đã được tiêm vaccine một mũi cho người bán chính. Thì đó cũng là một điều rất là hợp lý, tại vì bà con tiểu thương thì có thể là chạy giao thương chỗ này qua chỗ khác, qua chỗ nọ, thành thử ra mỗi một người được tiêm một mũi như vậy thì mình cảm thấy rất là an toàn mọi người. Thì chạy xe thì chúng ta phải nhường nhau một chút xíu cho người ta qua trước, sau đó chúng ta chạy qua, mỗi người nhường một chút thì chúng ta sẽ sống sẽ tươi cười hơn, tốt đẹp hơn. Và xin mời mọi người tham quan chợ Trà Vinh nha, cũng như một dòng thành phố Trà Vinh. Và mời mọi người nghe một đoạn nhạc nhẹ nha. Thank you.
Tôi xin thân ái kính chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người hôm tiếp theo nha. Chúc cho mọi người có thật là nhiều sức khỏe cũng như công ăn việc làm thật là ổn định để chúng ta cùng nhau vượt qua cơn đại dịch Covid-19 này. Và nhớ ai ở đâu ở yên chỗ đó, và bảo vệ sức khỏe bản thân chính là bảo vệ sức khỏe của gia đình bạn và chính là bảo vệ sức khỏe của toàn bộ xã hội. Và cái này thì đây chính là khuôn viên trường Đại học Trà Vinh. Trường Đại học Trà Vinh thì nó là một cái màu vàng đặc trưng thôi. Thì chắc có thể là mình quay cái cảnh này lên thì có rất là nhiều bạn sinh viên đã và đang theo học ở trường Đại học Trà Vinh là sẽ nhớ tới cái ngôi trường đã gắn bó với mình trong suốt nhiều năm trên bục giảng đường đại học. Thì xin chúc cho tất cả những sĩ tử cũng cùng nhau vượt qua cái đại học trong vòng 4 năm, có thể là trung cấp thì khoảng 2 năm rưỡi. Đó, thì chúng ta sẽ ra trường và có một cái bằng tốt nghiệp để chinh phục ước mơ của mình và gắn bó với công việc mình thật sự là yêu thích trong nhiều thời gian trên giảng đường đại học. Vâng, xin ái kính chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người ở video tiếp theo.